chồng của ca sĩ Phương Thanh là ai. Năm 2005, Phương Thanh quyết định sinh con một mình và tâm sự, sẵn sàng đánh cược cả sự nghiệp, tiền bạc và danh tiếng để có niềm hạnh phúc được làm mẹ. Thời điểm đó, việc Phương Thanh quyết định trở thành bà mẹ đơn thân gây không ít xôn xao trong làng giải trí và khán giả. Sau khi sinh con, chị càng có thêm động lực để ca hát và thành công khi lấn sân sang lĩnh vực phim ảnh. Với cha của con gái, nữ ca sĩ gọi đó là người đàn ông trong bóng đêm và chưa bao giờ có ý định tiết lộ thông tin về anh, chị chia sẻ. Quan hệ giữa tôi và gia đình bên nội của bé gà tốt đẹp. Con gái Phương Thanh tên đầy đủ là Bùi Hà Nghi Phương. Được biết cha ruột của Nghi Phương tên là Cường và sống tại Hà Nội, Phương Thanh chia sẻ. Số tôi đa phu, nếu lập gia đình sớm sẽ có nhiều đời chồng. Tôi cải số bằng cách im lặng, không công bố chồng mình là ai. Tôi cải bằng cách chịu thiệt chứ không cải ngược ý trời. Theo tử vi của tôi, đường sự nghiệp có sao quá tốt nên bù lại đường chồng con bị thiệt thòi. Đến khi nào tôi buông mít mới được hưởng hạnh phúc gia đình, bây giờ tôi không chính thức công bố để không bị bù trừ vì hạnh phúc quá trọn vẹn. Từ khi làm mẹ, Phương Thanh không chỉ thay đổi về ngoại hình, phong cách, tính tình. Ngày xưa tính tôi nóng nảy, động chuyện là dùng tay, dùng chân. Bây giờ tôi cười hoài, chị từng tâm sự. Bé Phương Nghi có khuôn mặt bầu bĩnh, đáng yêu, vóc dáng cao ráo. Nữ ca sĩ từng cho biết con gái chị ngoan ngoãn và học giỏi. Phương Thanh chia sẻ, đây là thời điểm thích hợp nhất để tôi cảm thấy đủ tự tin đưa bé gà ra công chúng. Tôi mong hai mẹ con được sống bình an, hạnh phúc mãi. Tôi rất yêu bé gà. Trước đây, thỉnh thoảng chị giới thiệu những bức hình chụp con gái từ đằng sau hoặc giấu mặt. Không muốn con liên quan đến thị phi của làng giải trí. 11 năm qua, Phương Thanh giữ kín thông tin về cô bé. Nhưng điều khiến khán giả bất ngờ hơn là Phương Thanh còn cho biết rằng cô có một cậu con trai nữa. Con trai của Phương Thanh tên ở nhà là Lợn. Tên thật là Bùi Nguyễn Duy Minh, sinh năm 1994. Hết duyên, hết nghiệp, hết nợ đời. Thời gian qua mẹ chạy theo đời trả nghiệp, đến giờ mẹ an toàn để trở về bên các con. Đoàn tụ gia đình, mẹ yêu hai con của mẹ, cô tâm sự. Nhiều khán giả cho rằng bé gà càng lớn càng đáng yêu. 12 tuổi cô bé phỏng phao hơn các bạn cùng trang lứa. Họ cũng tò mò về con trai bí mật của Phương Thanh. Phương Thanh đầy tự hào chia sẻ về con trai. Ngay từ lúc 7 tuổi, con đã có những khả năng ngoại cảm tâm linh. Con đã được đi theo sư phụ tu học mãi tận trên núi và ở trong núi. Con đã được đi qua Ấn để tu học, bởi vậy mẹ cũng đã khởi duyên cạo đầu và quay về Ấn nhiều lần. Suốt bao nhiêu năm con học và tu theo bậc thầy là chuyên môn tâm linh, ngày hôm nay con đã thành tài quay về trả hiếu cho mẹ. Phương Thanh cho biết, chưa muốn nói thêm về người con này ở thời điểm hiện tại, cô hứa 10 năm nữa sẽ công khai về bé Lợn.